Đây là những gì mà chúng ta thường thấy trên những đôi giày da lộn. Các bạn sẽ nhìn thấy những đốm màu thẫm ở trên bề mặt của da lộn. Vậy làm như thế nào để xử lý được những vết thâm này? Sutri. Và giày da lộn thì các bạn sẽ cần có một chai nước vệ sinh da lộn cùng một chiếc bàn chải đồng như thế này. Và nhớ là lắc lên trước khi sử dụng. Đừng quên một chiếc bàn chải đánh răng được cắt ngắn. À, trước khi chúng ta vệ sinh, hãy sử dụng bàn chải đồng trước đã. Nhiệm vụ của một chiếc bàn chải đồng như thế này là giúp chúng ta sẽ đánh bỏ những phần bụi ở trên bề mặt da. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước 2. Nước vệ sinh da lộn cùng bàn chải đánh răng. Nếu chúng ta lấy quá nhiều thì nước ở trong bàn chải này sẽ chảy ra và sẽ không kiểm soát được trên bề mặt da. Sau khi vệ sinh toàn bộ bề mặt da của đôi giày này thì chúng ta sẽ cần đưa vào phòng khô hoặc là mang ra quạt để đôi giày được khô tự nhiên, và chúng ta sẽ cần khoảng 15 đến 20 phút trước khi mà kiểm tra lại chúng. Chúng ta nhìn thấy là phần da lộn đây sau khi vệ sinh bằng nước vệ sinh da lộn nó sẽ hơi bết một chút. Các bạn sẽ đánh xoay vòng tròn như thế này. Và như vậy là đôi giày của các bạn đã được phục hồi phần nào và loại bỏ toàn bộ bụi bẩn ở trên da cũng như đã được đánh tơi. Sen Gazzano biết đánh giày từ A đến O.